Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Mô Tô em nha. Thì hiện tại em có mặt cửa hàng mô tô và xe máy Daiga đủ loại luôn nha anh chị. Siêu thị mô tô xe máy ha. Địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha quý anh chị. Để hôm nay thì trong mùa dịch thì cửa hàng thì cũng có giảm giá nè quý anh chị ha, và ship xe ha, có hỗ trợ trả góp luôn. Thì hôm nay sẽ cập nhật giá cho quý anh chị mình tất cả dòng xe trong cửa hàng như là xe chia nè, Sonic, Raider và những dòng như là cho 50 mệt kinh cũng có luôn nha anh chị ha, Winner X, và bên đây thì Taiga như là SH này anh chị, SH Việt lên áo Ý cũng có luôn ha, và SH Ý cũng có luôn. Ở đây cũng có AB nè, Winner nè, mới về hai em nè anh chị, rất là đẹp nha. Vario giá xe hôm nay thì cũng rất là mềm ha anh chị ha. Những dòng Taiga này giá cũng rất là mềm thôi, từ từ nha. Vô đây thì em sẽ cập nhật giá từ trong này dài ra nha quý anh chị. Đây, đầu tiên thì mình sẽ tham khảo là chiếc Ad Sitter, chiếc này là đời 2019 luôn nè quý anh chị, xe rất là mới luôn nha. Đấy, em mang màu xanh luôn nha. Xe này là biển 83 nha quý anh chị, 33.900.000, xe còn rất đẹp nha quý anh chị ơi. Ra đây thì từ từ nha quý anh chị, những dòng xe đây còn khá là nhiều nè. Đây cũng em đời 2019 nè, và đây thì em này đời 2018 ha. Đèn nhám giá là 28 triệu nha quý anh chị, từ này giảm cho quý anh chị mình 1 triệu một chiếc ha. Đấy, xe còn rất đẹp nha, đèn nhám không thấy dấu hiệu chày luôn nha quý anh chị, có chày xíu á, này không sao nha. Rất là đẹp luôn. Biển số là 38 ha, coi trong này thì biển 60 nha quý anh chị, con này là đời 2019. Phiên bản này là phiên bản cũng là mất tiền nhất nè quý anh chị. Giá là 33.900.000, giảm 1 triệu nha. Rồi, mới luôn, lát mấy giờ kia thì từ từ mình sẽ test máy cho anh chị ha. Ở trong đây thì hơi khó nha anh chị. Đây thì còn Winner X nè anh chị. Đây, 1, 2, 3 màu luôn. Con đầu tiên này là đời 2019, 33.900.000. Tất cả dòng xe công tay này đều giảm cho anh chị 1 triệu một xe nha. Chiếc này thì biển là 71 nha anh chị ha. Có đèn trợ sáng luôn nè, và mâm màu bạc luôn nha, gắn là những đồ chơi rất là đẹp luôn. Rồi, chiếc màu đỏ nha. Màu đỏ là biển 93, đời 2020 nha quý anh chị. 33.900.000. Đó, chiếc này là biển 69 nè, đời 2019. 34.900.000 nha quý anh chị ha. Xe còn rất trên nha quý anh chị. Đấy, nói chung thì những dòng xe đây rất là kênh nha quý anh chị, nào có nhu cầu thì mình cứ đến cửa hàng mình xem xe cho nó kỹ nha quý anh chị. Đây thì em lướt lướt nhẹ nhẹ trên đây không có kỹ với mấy quý anh chị xem thông cảm nha. Rồi, ở đây thì Winner nè quý anh chị, Winner thì còn rất là nhiều luôn, đủ màu luôn ha. Chiếc màu đỏ nè, có lên mâm màu bạc luôn nha. Chiếc này thì đời 2017, biển là 66 nha quý anh chị, 27.900.000, giảm 1 triệu là còn có 26.900.000 thôi quý anh chị ơi. Rồi, bên đây thì chiếc Winner màu cam nè. Chiếc này là biển 86, đời 2017. Xe màu sơn còn rất là can luôn, rất là bóng luôn nha quý anh chị. Giá là 27.900.000, giảm 1 triệu luôn là còn 26.900.000 thôi quý anh chị ơi. Rồi, qua đây em này màu cũng rất là sen nè, đời 2017 nha, 28.900.000 luôn. Đó, biển là 67, An Giang nha. Đấy. Rồi, em này thì không thấy để giá luôn, cho qua nha quý chị. Còn bên đây thì em này như là có lên dán lên tên chùm rồi nha quý chị, đời 2017, 27.900.000.
sẵn đây thì mình lướt hết cái dàn winner luôn nha. Cái này cũng là dán tên chùm luôn nha quý anh chị, 27.900, đời 2017, biển là 61. Thì hôm nay sẽ cập nhật giá cho quý anh chị mình tất cả luôn ha, cho nên em sẽ quay lẹ không có chi tiết, vì mấy quý anh chị xem thông cảm nha, để cho quý anh chị mình tham khảo về giá cả những dòng xe trong cửa hàng nha. Đây em này là Sinter 150, xe đời 2018, đó, biển là 93 nha quý anh chị. Đấy. Giá là 28.900. Anh chị nha, giá thì có đủ các giá khác nhau luôn nha anh chị nha. Cái đó này mình xem xe mình lựa chọn thôi. Kế bên đây là đời 2017 nè anh chị, 27.900 thôi. Màu xanh GB luôn nha. À, là biển 62. Kìa nha, bên đây thì còn rất là nhiều luôn. Đó thì mình sẽ lần lượt qua đây tới tay ga, hôm nay thì mình sẽ cập nhật giá lộn xộn anh chị mình luôn, từ từ quý anh chị mình tham khảo nha. Còn xe để trong cửa hàng rất là chật các anh chị, rất là nhiều xe luôn, thì em sẽ quay không có chi tiết rõ ràng gì, mấy quý anh chị xem thông cảm ha. Chiếc này thì no 5 nha quý anh chị, 12 triệu. Đó, hôm nay thì chỉ còn có 12 triệu thôi. Xe này rất đẹp luôn. Đây, cho anh chị mình xem biển số nha. 70. Đây hai chiếc Vespa nè anh chị. Biển 62 hết nha. Đây thì ra đây cập nhật giá cho anh chị mình luôn nha. Đây. Chiếc này là đời 2013 nè, có 18 triệu 9 nè anh chị. Còn giảm nữa nha anh chị ha. Đây cũng đời 2013 luôn, đồng giá luôn. Hai chiếc đồng giá nha. Đấy, xe còn rất đẹp nè, màu sơn nè quý anh chị, rất là bóng nha. Liberty nè, à, Liberty biển là 67 luôn, đời 2016, 26 triệu 9 nha quý anh chị. Đó, sơn còn khá mới luôn, quý anh chị giờ muốn thấy nha. Đấy, rất đẹp luôn. Bên đây thì có rất là nhiều dòng mô tô luôn. Quý anh chị nào thích mô tô thì hãy bình luận cho em ha, em sẽ quay chi tiết báo giá anh chị mình tiếp nha anh chị. Đó, thì ra đây thì còn hai em winner này em sẽ báo giá anh chị luôn ha. Chiếc này là 27 triệu nha anh chị. Trong đây là 26 triệu, em màu đen nhám. Đó, hai em mới vừa về luôn. Một em là 26 triệu là biển 59 nha anh chị. 27 triệu là biển 67. Ok ha. Từ từ thì tới ga còn bên đó nha chị ha. Đây thì em sẽ lướt cái dàn hẹp cho 50 này. Màu lính nè. Cái này là biển 67. Đó, giá là 27 triệu thôi anh chị, 27 triệu 9. Đó, màu lính này rất là hiếm nha. Đó, một màu một duy nhất trong cửa hàng. Còn bên đây thì biển 70, đời 2016, 27 triệu 900. À, giảm 1 triệu một xe nha anh chị. Rồi, em bên đây chưa có thấy giá luôn, cho qua nha. Tiếp theo thì mệt kinh là còn hai chiếc nha anh chị. Đó, à, hai màu luôn. Đó, anh chị cứ lựa chọn nha. Chiếc này là đời 2018 là biển là 65. Ba 2.900.000 nha anh chị, giảm 1 triệu là còn 31.900.000 nha. Tiếp theo đời 2017, biển 95 nha anh chị. Đó. 34.900.000. Đó, giảm là còn 33 nha anh chị ha. Ok ha. Rồi. Ra đây thì tới tay ga nha anh chị. Đó, tay ga Vario nè. Còn 3 chiếc. Đầu tiên là chiếc màu vàng cát nè, 150 nha anh chị, đời 2019. Xe này biển 62, giá 45 triệu nha anh chị. Sau đây những dòng xe cũ thì cứ quý chị mình có nhu cầu thì cứ đến cửa hàng nha. Còn thương lượng giá bớt cho anh chị mình thêm nữa ha. Có hỗ trợ trả góp luôn. Anh chị cứ xem xe, xe không khác gì một chiếc xe mới nha anh chị ha. Đi ít cây, mấy ngàn cây thôi, rất là ít nha anh chị, cho nên cái giá nó hơi
hơi cao nha. Đó, xe biển số 83 đời 2019, 45.900 nha anh chị, 150 luôn nha. Màu này rất là đẹp nè. Rồi cái màu đỏ đô, đỏ đỏ nhám chứ, đời 2020 luôn, đồng giá là 45.900, 150 luôn nha anh chị. Rồi qua đây thì BCX đó, còn một cặp. Còn bên đây thì đời 2011, 23.900 nha anh chị, đang có hồ sơ luôn nè. Chiếc bên đây thì biển 67, 24.900, biển số rất đẹp nha anh chị, 07388. Biển số cũng khá đẹp ha. Rồi ra đây thì từ từ nha. Còn dàn bên đây là côn tay nè, Sonic nè anh chị. Đấy, Sonic hiện tại thì còn 4 chiếc, 4 màu luôn anh chị ơi. Đầu tiên là chiếc màu đỏ nè, đời 2020, biển là 59 nha anh chị, ở thành phố luôn, giá là 45.900, có giảm 1 triệu nha anh chị. Rồi tiếp theo thì em màu đen nhám, đời 2019 nha anh chị. Chiếc này thì có tem màu đỏ ha, có mâm màu đen luôn, em kia thì mâm đỏ ha. Giá chiếc này thì hơi rẻ hơn chiếc bên đây nha anh chị, 43 triệu thôi. Biển là 62. Rồi, cái bên đây thì biển 59, đời 2019 nha anh chị, 43.900. Đấy, xe sơn 3D nha anh chị ha. Rồi, chiếc cuối cùng, xe đời 2019, 39 triệu nha anh chị, biển 93 nha. Đấy, qua đây thì xa chia còn 3 chiếc. Đó, thì báo giá lẹ cho anh chị ha. Rồi đây mình cập nhật giá tay ga tiếp nha anh chị. 62 đời 2020, 42 triệu nha anh chị, 900. Sơn 3D nè. Rồi, ra đây thì màu riêng còn 2 chiếc nè. Đó, chiếc đỏ thì 43 triệu đời 2019, biển là 83 nha quý anh chị ơi, mâm màu đỏ luôn nha. Rồi em ngoài này thì mâm đen, tem vàng rất là đẹp nha. Đó, đời 2020 nè, xe như mới luôn. Đó, giá 42.900 thôi quý anh chị ơi, giảm 1 triệu nữa nè, biển là 83 nha quý anh chị. Đấy, màu rất là đẹp. Rồi đây thì còn mấy chiếc ẹt màu xanh GB nè quý anh chị ha. Đây chiếc này là giá phai màu luôn anh chị, 28.900, đời 2018 ha. Nó giảm là còn 27 triệu nè. Chiếc này là biển 18 ha, 88307. Ok nha. Rồi qua đây thì tới tay ga nè, AB nè, SH nè quý chị. Đó, thì mình sẽ xem trước hai chiếc AB này trước ha. Chiếc này là biển 83, đời 2016 nha quý anh chị, chỉ có 27 triệu thôi, 900 thôi quý anh chị ơi. Đó, xe sơn còn rất là mới luôn nha. Đấy. Rồi bên đây thì đời 2016, 28.900, xe này có ốp inox rất là nhiều luôn. Đấy, biển 59 luôn nha quý anh chị. Rồi qua đây thì em này tay ga rất là mới ha, mã luôn, rất là lạ mắt nha quý anh chị. Cái này là đời 2018, 44 triệu nha quý anh chị ơi. Rồi chiếc này thì những có khách mua rồi, cho qua ha. Qua đây thì hai em ở khách Việt lên áo Ý nè anh chị, 125. Đó, chiếc này là đời 2014, 58.900.
Rồi bên đây thì đời 2014 nha quý anh chị. Biển 92 59.900. Cũng là 125 luôn nha. Đấy. Xe dàn áo còn mới tinh luôn quý anh chị ơi, bóng loáng luôn. Rồi ra đây thì còn lô SH Việt nè quý anh chị và SH Ý không còn chiếc ha. Đây sẽ ra cập nhật giá quý anh chị mình luôn ha. Đầu tiên thì em màu đỏ đô nè. Đỏ đô này là đời 2015 nha, đời biển là 65 nha quý anh chị. Đó 125. Giá chỉ có 59 triệu thôi quý anh chị, 59 triệu 900 nè. Đó, giá còn thương lượng ha. Rồi, tiếp theo thì 125 tiếp, đời 2015. Chiếc này nó hơi cao hơn nha quý anh chị. 65 triệu 900. Đó, biển số 43K141842. Xe đỏ tươi luôn. Rồi qua đây thì em này có khách lấy rồi ha, có khách mua rồi quý anh chị. Cho qua. Rồi, tiếp theo thì em màu trắng, à, trắng nguyên chiếc luôn. Đời 2018 luôn nha quý anh chị. Mỗi này là 150 nha, 81 triệu 900. Rồi bên đây. Đời 2017. Đồng giá là 81 triệu 900 luôn nha quý anh chị ha. Rồi, qua đây thì chiếc này 79 triệu nè. 150 luôn nha quý anh chị, đời 2017. Rồi, qua đây thì em SH Ý. Đó, chiếc này thì đời 2006. 2006 nha, 150. Giá chỉ có 48 triệu thôi anh chị ơi. Đó, giá còn thương lượng bóp nữa nha anh chị. Đấy, thì tất cả dòng xe thì em cập nhật giá lẻ trong khi quay không có chi tiết rõ ràng cho mấy anh chị xem thông cảm ha. Quý chị thích những dòng xe nào thì hãy alo số điện thoại em có để trên màn hình nha quý anh chị, và hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại đó để được tư vấn mua xe và chi tiết xe nha quý anh chị ha. Thế thì em sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng là số 5 Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương nha quý anh chị. Và trong cửa hàng thì cũng có rất là nhiều dòng xe nha quý anh chị ha. Từ tay ga nè, công tay cho đến xe mô tô cũng có luôn. Đó, quý anh chị nào có thiện chí muốn xem những dòng mô tô thì mình hãy bình luận mạnh bên dưới cho em ha. Em sẽ quay chi tiết và cập nhật giá của anh chị mình sao nha. Có rất là nhiều dòng xe luôn. Ok, thì video em chỉ cập nhật tới đây thôi. Cảm ơn quý anh chị theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.